Đây là đài truyền thanh huyện Ba Tri, phát thanh trên làn sóng FM 98.1 MHz. Đây là đài truyền thanh huyện Ba Tri, phát trên sóng FM tần số 98.1 MHz. Mới mừng Tết Tân Sửu, Điện Máy Xanh kính mời quý bà con cô bác ta cùng chung tay trao ngàn tấn gạo hoàn tiền về tay. Tết này tân trang nhà cửa, đến Điện Máy Xanh sắm sửa là cô bác đã góp phần ủng hộ chương trình 1.000 tấn gạo Tết trao tặng đồng bào khó khăn đón Tết. Tết nghĩa tình đầm ấm còn tràn ngập ưu đãi hoàn tiền lên đến 10 triệu đồng. Từ tivi tủ lạnh đến máy giặt smartphone, thêm gia dụng phụ kiện đều có hoàn tiền tươi từ 100.000 đến 10 triệu đồng nha. Sắm gì cũng hoàn tiền, lộc tràn về đầy tay. Các dòng tủ lạnh, tivi của Samsung, Sony, LG, TCL đều có hoàn tiền trăm tiền triệu, còn kèm ưu đãi trả góp 0%. Hàng nào có lỗi đổi ngay cái mới. Mọi chi tiết mời cô bác hãy truy cập dienmayxanh.com hoặc alo tổng đài miễn phí 1800 1061 nha. Cho Tết sẻ chia, sắm Tết thêm ý nghĩa, hãy đến Điện Máy Xanh góp ngàn tấn gạo lộc xuân dạt dào. Chương trình đài truyền thanh Ba Tri hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh sau. Người bản lĩnh nói một là một, hai là hai. Người bản lĩnh nói mua Airblade là chẳng có sai. Người bản lĩnh mua một Airblade có khi được hai là thêm phụ kiện tha hồ thể hiện. Mua là trúng, quà thật khủng, sướng như tiên. Từ 15 tháng 1 đến 31 tháng 3 năm 2021, Honda Việt Nam livestream siêu đỉnh, bốc thăm trúng thưởng 550 xe Airblade 150 cùng 4.000 bộ phụ kiện 10 món siêu ngầu. Quà khủng nhân đôi, bản lĩnh lên ngôi, hãy đến hết ngay. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài truyền thanh Ba Tri. Phần cuối chương trình là những thông tin cần biết. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668.